khung cảnh khu rừng quỷ phủ một màn sương mù dày đặc không gian tĩnh mịch chỉ bị khuấy động bởi tiếng vó ngựa đều đặn vang lên và tiếng lá khô xào sạc dưới chân ngựa của casimov ánh mắt sắc bén của anh lướt qua từng thân cây mục nát casimov đang gấp gáp thúc ngựa tiến về phía âm thanh kêu cứu xa xăm mà anh vừa nghe thấy casimov với bản tính cẩn trọng anh không vội vã đến gần mà dừng ngựa ở một khoảng cách an toàn phía trước dưới tán cây đổ nát là một cô gái tóc vàng khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt cơ thể run rẩy không ngừng Tiếng rên rỉ của cô ta như xé tan sự im lặng ma quái của khu rừng. Casimop gần giọng hỏi, "Cô là ai?" Cô gái ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt ngấn lệ, và chính khoảnh khắc ấy Casimop nhận ra cô là Efra. Cảm xúc trong anh dâng trào, vừa bất ngờ vừa kích động. "Efra, người mà anh tin rằng đã chết từ lâu giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh." Cô yếu ớt thốt lên, "Xin hãy giúp tôi." Sự bất ngờ làm giảm đi sự đề phòng của Casimop, anh dần dần tiến lại gần, cô gái bắt đầu bước về phía anh, giọng nói chứa đựng nỗi tuyệt vọng tôi may mắn trốn thoát được khỏi bộ tộc goblin nhưng lo đờ đã bị giết mặc dù lời nói của efra đánh thức một chút cảm xúc nơi anh kasimov vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng anh không quan tâm đến nỗi đau của cô mà tập trung vào thông tin quan trọng hơn bộ tộc goblin ở đâu efra run rẩy đôi mắt dường như vô hồn nhìn chỉ về phía trước ở đó nhưng đó là nơi vô cùng đáng sợ nhận được câu trả lời kasimov không trần trừ thúc ngựa tiến về phía trước efra hoảng loạn gọi theo anh cầu xin được đi cùng nhưng kasimov chỉ ném lại một câu lạnh lẽo ngươi đừng làm phiền ta, hãy đi thẳng về phía trước, hiện tại ta đang có nhiệm vụ quan trọng. Trong thâm tâm Casimov biết rõ lý do cho sự thờ ơ của mình, là một mạo hiểm giả với danh hiệu hiệp sĩ tuyệt vọng, anh sở hữu khả năng gia tăng sức mạnh khi chiến đấu đơn độc, 30% tất cả các thuộc tính và mỗi khi tiêu diệt kẻ thù anh sẽ được tăng thêm 20% thuộc tính và sự tăng cường này không hề có giới hạn thời gian, nó chỉ kết thúc khi anh kết thúc trận chiến của mình. Càng cô độc anh càng mạnh mẽ, trong kế hoạch của anh, việc Loder đã chết là một lợi thế, vì anh sẽ có thể tích lũy sức mạnh mà không bị gián đoạn. Khi đang miên man suy tính, bất ngờ con ngựa của anh dẫm phải một cái bẫy, con vật ngã quỵ, hất Kasimov xuống đất. Tuy nhiên, với kỹ năng điều luyện anh nhanh chóng tiếp đất an toàn, sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc đó, Efra xuất hiện phía sau anh, khuôn mặt biến đổi hoàn toàn so với vẻ yếu đuối trước đó, mắt Kasimov lóe lên sự ngạc nhiên, tại sao cô vẫn chưa rời đi? Câu hỏi của anh không được trả lời bằng lời nói mà bằng một đòn tấn công chớp nhoáng tia sáng mạnh mẽ phát ra từ tay efra khiến casimov bất ngờ không kịp né tránh cú đánh không quá mạnh nhưng đủ để anh nhận ra sự phản bội casimov nhìn cô với ánh mắt khó hiểu tại sao cô lại làm như vậy efra với vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nói bằng giọng vô cảm chủ nhân đã ra lệnh cho ta giết người chưa kịp định thần casimov thấy một luồng sáng rực rỡ khác từ efra bắn thẳng về phía mình tạo thành một cột sáng khổng lồ bao phủ toàn thân anh mọi thứ xung quanh như tan biến trong luồng sáng ấy tuy nhiên một làn khói màu tím lặng lẽ tràn ra từ trung tâm vụ nổ, nhanh chóng lan rộng và bao phủ một khu vực rộng lớn. Từ trong màn sương mờ ảo ấy, một cánh tay to lớn của Casimop bất ngờ vươn ra, túm chặt lấy Efra và kéo cô lại gần. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thân hình của Casimop đã hiện lên phía sau Efra, đôi mắt đỏ rực như thú dữ sẵn sàng vồ mồi. Hắn hoàn toàn khống chế cô, đôi bàn tay mạnh mẽ siết chặt, khiến Efra không thể cử động. Gương mặt Casimop lộ rõ vẻ độc ác, một nụ cười nhếch lên đầy ma quái hắn đưa lưỡi liếm dọc lên cổ efra giọng nói lạnh lẽo vang lên ngươi nghĩ ta chỉ thích giết quái vật thôi sao ta cũng rất hứng thú với việc lột ra những kẻ phản bội như ngươi efra cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh khủng khiếp của hắn casimov tiếp tục nói giọng hắn đầy thâm độc cũng tốt thôi ta sẽ sử dụng ngươi để tích lũy sức mạnh trước khi tiêu diệt bộ tộc goblin ngươi sẽ chỉ là một con tốt trong kế hoạch của ta nhưng ngay lúc đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau bây giờ ta đã biết vì sao ngươi dám một mình đến tiêu diệt bộ tộc của ta âm thanh đầy uy lực khiến Kasimov giật mình, ánh mắt anh lập tức thay đổi, trở nên căng thẳng và đề phòng. Từ trong bóng tối, Lâm Thiên từ từ bước ra, cơ thể nhỏ bé nhưng bao phủ trong một khí thế đáng sợ, anh ta cười nhạt, và trong tay anh chính là thanh kiếm của Kasimov, một thanh kiếm ấn tượng, có thuộc tính của tử thần, tấn công tốc độ cao, tấn công nhóm, sát thương chí mạng 90%, quả là một trang bị đáng giá. Nếu ngươi thành công trong việc tấn công lén lút và tích lũy nội tại thì bộ tộc của ta nhất định phải chịu rất nhiều thiệt hại. Sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Thiên khiến Casimop cảm thấy không ổn, nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả là việc Lâm Thiên dễ dàng cướp lấy thanh kiếm của mình mà không hề có sự kháng cự. Casimop tự hỏi sao một con goblin thấp kém lại có thể làm được như vậy, nỗi sợ hãi dần len lỏi trong anh. Nhân lúc Casimop đang phân tâm, Efra nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế và chạy về phía Lâm Thiên, cô cúi đầu gọi anh là chủ nhân. Casimop hiểu ra rằng mình đã rơi vào bẫy, Efra chỉ là công cụ để dẫn dụ anh đến đây, cơn tức giận bùng lên anh hét lớn, "Efra, ngươi thật hèn hạ!" chỉ vì muốn sống sót mà ngươi cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho lũ goblin thấp kém này." Lâm Thiên bật cười, vuốt nhẹ lên mái tóc của Efra như thưởng cho một con thú cưng trung thành. Lâm Thiên nói một cách lạnh nhạt, "Trở thành nô lệ của ta là một vinh dự, cô ấy là một con chó tốt, biết vâng lời." Lâm Thiên nói Casimov đã làm mình thất vọng, "Ta tưởng ngươi là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, nhưng hóa ra ngươi chỉ là một tên sát nhân biến thái, chỉ dựa vào ám sát lén lút để tích lũy sức mạnh một cách bị động." Sự khinh miệt trong giọng nói của Lâm Thiên khiến Casimov càng tức giận hơn, anh gầm lên Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng đối với một tên goblin như ngươi, ta không cần đến kiếm, chỉ với sức mạnh cơ thể, ta cũng đủ sức tống ngươi xuống địa ngục." Casimop lao đến, rút ra một thanh kiếm ngắn từ trong áo choàng, nhắm thẳng vào Lâm Thiên với tốc độ kinh hoàng. Nhưng khi anh ta tiến sát đến mục tiêu, Lâm Thiên vẫn đứng yên, không hề tỏ ra lo lắng hay chuẩn bị phòng thủ. Và rồi, ngay khi Casimop chuẩn bị tấn công, anh ta đột ngột dừng lại. Ánh mắt hoảng hốt khi phát hiện phía sau Lâm Thiên xuất hiện hai con goblin cấp độ anh hùng và một con rồng khổng lồ ánh mắt chúng lạnh lùng nhìn anh. Lâm Thiên nở một nụ cười đắc thắng, nhàn nhã nói, ngươi sẽ được trải nghiệm sự tuyệt vọng thực sự, Kasimov, hãy xem ai trong chúng ta sẽ xuống địa ngục trước. Ngay lập tức, con rồng khổng lồ há miệng, một luồng lửa khổng lồ phun ra, thiêu đốt toàn bộ thân thể Kasimov. Lửa bao trùm anh ta, biến mọi thứ thành cơn ác mộng, tiếng la hét đầy đau đớn của Kasimov vang vọng khắp khu rừng quỷ. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn